Vâng, xin chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi clip. Và ngày hôm nay, clip này tôi sẽ chia sẻ cách bấm hạt mạ âm tường đối với dây bốn lõi hay gọi là dây bốn sợi. Đây, tại đây tôi có cái dây bốn lõi này. Thì bình thường cái dây mạ nó là 8 sợi, nhưng mà cái dây này nó chỉ có 4 sợi thôi. Vậy thì bốn sợi thì chúng ta sẽ bấm như nào? Thì đầu tiên chúng ta phải có hạt mạ âm tường. Đây, tôi có hạt âm tường này rồi. Thứ hai là tôi sẽ có dây bốn sợi hay gọi là bốn lõi đây. Và bên cạnh tôi thì có một cái máy tính để kiểm tra xem là có thông mạng hay chưa khi tôi bấm xong. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành bấm đấu nối hạt mạ âm tường với sợi dây bốn bốn lõi này nhé. Ok, đây đây là hạt mạ âm tường này, tôi sẽ lấy ra. Thì để bấm cái hạt mạ này thì cái dụng cụ chúng ta cần có là cái công cụ để gắn dây vào hạt mạ này, thứ hai là kéo để cắt dây thừa. Cái kìm này tôi dùng để bấm cái đầu kia nhé, cái hạt mạ này, ok chưa? Và bây giờ tôi sẽ tiến hành thao tác này. Đầu tiên dây bốn lõi này tôi sẽ tuốt dây ra này, ok, tuốt dây ra này. Đây chính là bốn cái sợi dây trong cái dây cáp mạng này nhá. Đây, bốn sợi dây đây, hiện tại nó đang có màu là trắng cam này, màu cam này, sọc xanh này và màu xanh. Ok, có bốn màu vậy thôi. Thì theo nguyên tắc bấm là 1 2 3 6, tức là dây số 1, số 2, số 3 và dây số 6 là chúng ta có thể chuyển mạng internet được nhá. Nhưng mà tôi khuyến cáo là không nên quá lạm dụng cái dây bốn lõi này nhé. Tại sao lại có dây 8 lõi để làm gì? Dây 8 lõi thì chúng ta sẽ chạy ổn định hơn và tốc độ truyền của dây 8 lõi sẽ cao hơn là dây bốn lõi nhé. Bình thường dây bốn lõi thì chỉ chạy tối đa được max là 100 megabit trên dây, còn dây 8 lõi có thể chạy được 1.000 megabit trên dây nhé, thậm chí còn nhiều hơn. Đó, dây 8 lõi có chạy gấp 10 lần dây 4 lõi luôn. Rồi, ok. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành đấu nối hạt mạ âm tường này. Đây là chính là hạt mạ âm tường này. Chưa? Thì quy tắc 1, 2, 3, 6 thì sẽ làm như thế nào? Theo đúng quy tắc ấy, thì màu số dây số 1 sẽ là màu trắng cam này. Dây số 2 sẽ là màu cam này. Dây số 3 sẽ là màu sọc lá này. Dây số 4 sẽ là màu dương này, dây số 5 sẽ là màu sọc dương và dây số 6 sẽ là màu lá này, dây số 7 là sọc lâu và dây số 8 là màu lâu. Vậy thì chúng ta sẽ bấm theo quy tắc 1 2 3 6, ta sẽ bỏ dây số 4, số 5 và số 7, số 8 đi. Ok. Thì trên đây, trên cái hạt này nó cũng đánh dấu từ 1 2. Đó, đây, quý vị và nhìn kỹ này. 1, 2, 3, 6, còn bên đây là gì? 5, 4, 7, 8. Vậy là như nào? Chúng ta sẽ bỏ bốn cái dây của bên này đi nhá. Đây là hạt bana này. Ok, hạt bana nhá. Trên hạt mạ âm tường nó sẽ đánh số các thứ tự cái đầu dây. Và mục đích chúng ta kết nối được với dây bốn lõi là chúng ta bỏ cái dây số 4, số 5 và số 7, số 8 đi, thì chúng ta chỉ đấu dây số 1, số 2, số 3 và số 6 thôi nhé. 1, 2, 3, 6. Vậy thì ở trên hạt này nó sẽ đánh màu là sọc cam này, màu cam này, màu sọc lá và màu lá, đó là theo chuẩn B. Và chúng ta cũng chỉ quan tâm đến chuẩn B thôi, bỏ cái dòng chuẩn A đi. Ok. Thì ở đây chúng ta không có màu lá thì chúng ta sẽ thay cái màu dương này, thay cái màu dương này nhá, thay cho màu lá thôi, đơn giản vậy thôi. Tức là sao? Tức là dây số 1 thì tôi vẫn để là sọc cam này, dây số 1 vẫn là cái sọc cam này. Ok, dây số 1 là sọc cam này,
Dây số 2 là màu cam, ok. Dây số 3 đang là sọc lá thì tôi sẽ đổi sọc lá thành sọc dương vì ở đây không có sọc lá, ok. Và dây số 4 thì tôi sẽ để là màu lá thì sẽ chuyển thành màu dương, ok chưa? Đây nha. Đúng theo cái chuẩn mà trên hạt này. Và sau khi tôi đã cho dây vào thì tôi sẽ dùng cái công cụ này để ghim dây cho nó chắc hơn này. Ghim kêu tạch phát là được nha. Ok, và sau khi đã ghim chặt dây vào rồi thì tôi sẽ lấy kéo để cắt dây thừa đi này. Được chưa? Cắt dây thừa đi này. Rồi, và như vậy là tôi sẽ bỏ hẳn một dây bên đây đi, một phía bên đây đi, chỉ cho 4 dây bên này thôi nha. Được chưa? Quý vị và anh nhìn kỹ này. 1 2 3 6 nha. Chưa? Rồi, sau khi cho dây vào rồi thì tôi sẽ đóng cái lắp này vào. Được chưa? Rồi, vậy là xong đầu hạt mạng âm tường nha. Còn cái đầu kia thì chúng ta bấm như thế nào? Ok. Chúng ta cũng cốt dây ra này. Bỏ dây ra này. Rồi. Cũng bấm theo quy tắc 1, 2, 3, 6. Tức là chúng ta sẽ bấm dây số 1, số 2, số 3 và số 6. Được chưa? Rồi. Đây nha. Tôi sẽ xếp đúng theo dây số 1, số 2, số 3, số 6 này. Thứ tự này, dây số 1 sẽ là màu trắng cam này. Dây số 2 sẽ là màu cam này. Dây số 3 là màu màu trắng xanh này. Dây số 6 là màu xanh. Ok. Tôi sẽ bỏ hai dây 4, 5 không có thì chúng ta để trống thôi. Được chưa? Ta xếp. Rồi, cung kim bấm. Cạch. Rồi, và bây giờ tôi sẽ đưa dây vào hạt mạng này. Đây nha, 1, 2 này. Một, hai, ba, bốn, năm bỏ qua, sáu, ok. Được chưa? Đây, nhìn đâu này. Một, hai, ba, bốn, năm bỏ qua, sáu có rồi, ok. Sáu có rồi, tức là ok rồi. Chúng ta sẽ đẩy kịch lên nha. Để đẩy kịch lên. Ok, dây này hơi cứng rồi. Sau khi đẩy kịch lên thì tôi sẽ dùng kìm bóp lại. Thì cái quy tắc để bấm cái đầu hạt mạng có dây một dây bốn bốn lõi là gì? Thì chúng ta sẽ bấm dây 1, dây 2, dây 3. Dây và dây 6, chúng ta sẽ bỏ dây số 4, số 5, số 7, số 8 nha. Đơn giản vậy thôi. Rồi, tôi đã bấm xong. Và bây giờ tôi sẽ kết nối vào mạng. Đây. Cái đầu này thì tôi sẽ rồi kết nối mạng và cái đầu còn lại đây. Được chưa? Tôi sẽ cắm mạng vào máy tính này nè. Ok, đây tôi sẽ cắm vào máy tính này. Đầu này tôi cắm vào máy tính này. Xem có tín hiệu chưa. À, đây nha, tôi kéo gần cái máy tính này đây này. Ok chưa? Đó, và đã có tín hiệu rồi này. Ok, và khi tôi rút ra này. Mất tín hiệu. Và khi tôi cắm vào. Rồi, đã có tín hiệu. Và bây giờ tôi sẽ thử vào kiểm tra xem có mạng chưa nha. Ok, vậy là có mạng rồi. Được chưa? Rồi. Vậy là cái quá trình bấm dây 4 lõi
Hạn mạng âm tường cũng như hạn mạng bình thường thì thực ra cũng rất là đơn giản thôi. Quy tắc là chúng ta chỉ bấm dây số 1, số 2, số 3 và số 6 và bỏ qua dây số 4, số 5, số 7, số 8. Ok. Chúc quý vị và các bạn là thành công. Xin chào và hẹn gặp lại clip lần sau. Xin chào.